Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 60: Thế cục dây dưa. A à Thủy kết tay Ngọc Đoàn Nhi, bế phụng phụng lùi dần sang một bên, có mấy tay kiếm của kiếm hội Trung Nguyên bảo vệ an toàn cho các nàng. Ngọc Đoàn Nhi đứng giữa đám đông nhìn trái nhìn phải, chỉ mong thấy liễu nhãn, còn a thùy ôm chặt phụng phụng trong lòng đứng yên không nhúc nhích nơi này tụ tập mấy trăm người ai nấy đều khăng khăng phải bắt cho được liễu nhãn nàng nhìn thẳng về phía trước trước mắt là rất nhiều bóng người lay động nhưng chẳng ai lọt vào trong mắt nàng chỉ nhớ lại khoảnh khắc ấy nhớ ánh mắt đau thương của hắn ngày nào phụng phụng tựa đầu vào vai nàng ngủ chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ phụng phụng nàng mới cảm thấy an toàn mới dám tin bản thân có thể tiếp tục cuộc sống bình thường về sau trong những dự định tương lai của nàng không có bóng dáng người đàn ông nào khác chỉ có phụng phụng nên dù liễu nhãn có nhìn nàng bằng ánh mắt đau thương đến đâu thì nàng cũng sẽ không thay đổi nhưng hắn thật sự rất đáng thương thâm tâm nàng mong hắn đừng tới cứ ẩn nấp ở bất cứ xó xình nào trên cõi đời này đều được chỉ cần hôm nay đừng xuất hiện thôi ngọc đoàn nhi kéo kéo tay nàng thì thầm những người này đều đang mắng hắn. A à, Thùy gật đầu. Hắn làm quá nhiều chuyện sai lầm, tổn thương rất nhiều người. Ngọc Đoàn Nhi khẽ hỏi, "Bọn họ đều trúng độc của hắn sao?" A à, Thùy thở dài, "Ừ, có rất nhiều người trúng độc của hắn. Ai bắt được hắn sẽ khống chế được vô số người, mọi người đều muốn lấy được thuốc giải mà." Ngọc Đoàn Nhi thì thầm, "Hắn không có thuốc giải đâu." A à, Thùy ngẩn ra, "Sao cô biết?" Ngọc Đoàn Nhi hư nhẹ, Ta tắm giúp hắn mà, toàn thân hắn từ trên xuống dưới chẳng có gì hết, đào đâu ra thuốc giải. A à Thùy khẽ mỉm cười, cô tốt với hắn thật đấy. Ngọc Đoàn Nhi cười rộ lên, đương nhiên rồi, bởi vì hắn đối xử với ta cũng rất tốt. Nàng chỉ chỉ mặt mình, hắn chữa khỏi mặt cho ta, còn cứu mạng ta. A à Thùy xoa xoa mặt nàng, khẽ nói, hắn đối xử với cô thật sự rất 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 tốt. Ngọc Đoàn Nhi gật đầu lia lìa toàn thân tràn đầy vui vẻ hạnh phúc nếu không đủ kiên cường phải chăng nàng sẽ suy sụp và tan vỡ thành từng mảnh nhỏ khi thấy nụ cười này a à, thủy tiếng ngẩn ngơ con người ta luôn khoan dung và yêu thích những gì lương thiện vô tri còn với những người phụ nữ chỉ biết nhẫn nhịn như nàng phải chăng họ đã quen bới lông tìm vết quen khiêu khích giới hạn kiên nhẫn của nàng muốn xem dáng vẻ nàng khi tan vỡ rồi lấy đó làm vui vì chứng minh được thật ra nàng không khác gì người thường, vạch trần rồi cũng chẳng khác nào một thứ đồ khó coi. Không thể so sánh người này với người khác, nàng đã hiểu ra từ lâu, nhưng đôi khi, đôi khi vẫn khó lòng chấp nhận rằng nàng còn thua xa Ngọc Đoàn Nhi. Nàng vẫn đang cố gắng mà sống, cố gắng không để cho mình trông quá chật vật, cố gắng muốn có được cuộc đời của riêng mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng chẳng ai coi trọng nàng bọn họ sẽ yêu mến chiều chuộng những người yếu đuối vô tri hơn nàng nhưng không biết nên đối xử tốt với nàng ra sao càng không định đối xử tốt với nàng bọn họ đều mong chờ nàng tốt với họ nếu nàng không đủ quan tâm không đủ nhiệt tình thậm chí không đủ thật lòng thì họ sẽ tổn thương hách văn hầu liễu nhãn đường lệ từ đều là thế nhưng nhưng quy luật của thế giới này vốn không nên như vậy nàng hiểu rõ đây là sai lầm là hoang đường nhưng đây lại chính là thực tế nàng không biết nương nhờ vào đâu thứ duy nhất nàng nắm giữ được chính là sự nhẫn nại của bản thân a à thùy tỷ tỷ ngọc đoàn nhi thấy nàng lặng lẽ nhìn về phương xa liền hỏi sao thế a à thùy lắc đầu khẽ mỉm cười không có gì trên lầu hai của lệ nhân cư yên ắng đến lạ thường dường như lâm bô bị cướp đi cũng chẳng hề quan trọng với bọn họ đồng hồ bút bàn bạc với văn tú sư thái 26 môn phái vừa đến trước cửa lệ nhân cư, tổng cộng 639 người chia làm 20 nhóm nhỏ, vừa giám thị động tĩnh của phong lưu điếm, vừa quan sát xem có ai đến gần không. Nhưng qua trưa rồi qua cả hoàng hôn, phòng bếp lệ nhân cư liên tục mang đồ ăn lên lầu 2 mà không ai đến. Liễu nhãn và tuyết tuyến tử ẩn nấp vào khu rừng rậm trong sơn cốc, khắp nơi đều có chó cỏ lượn qua lượn lại hai người tuy không sợ chó nhưng nếu bị phát hiện cũng rất phiền. Tuyết tuyến tử rắc phấn hoa đầy người liễu nhãn, xưa nay hắn háo sắc mê hoa, trong người mang theo rất nhiều phấn của các loài kỳ hoa dị thảo để lấy lòng người đẹp, hôm nay lại dùng cho liễu nhãn. Mùi phấn thơm kia không hề nồng, chỉ tỏa ra một làn hương thoang thoảng. Tuyết tuyến tử mong hương thơm của kỳ hoa có thể át đi mùi trên người liễu nhãn, làm nhiễu loạn khứu giác của đàn chó kia nhưng rốt cuộc có tác dụng hay không thì chẳng ai biết hai người nhìn phương bình trai rời đi yêu hồn tử sĩ dưới chân núi còn chưa về đội ngũ vẫn nháo nhác hỗn loạn tuyết tuyến tử nhanh trí lao xuống tóm được hai tên điểm huyệt đảo rồi lột quần áo chúng ra nhét hai tên đàn ông trần như nhộng xuống dưới đống cỏ dại trên núi còn hắn và liễu nhãn thì mặc đồ đen của yêu hồn tử sĩ đeo mặt nạ ra người lên rồi nghênh ngang xuống núi Tuyết Tuyến Tử đỡ Liễu Nhãn bước vào đại bản doanh của phe địch. Phương Bình trai đã đả thương rất nhiều người, nên kẻ khác thấy Liễu Nhãn bước đi tập tĩnh cũng không lấy làm lạ. Hai người tìm một cái liều vải chưa bị đốt rồi chui vào, bên trong có năm người đang nằm, vừa chạm mặt chưa kịp hỏi gì đã bị Tuyết Tuyến Tử quẳng xuống đất. Hai người lấy rượu và đồ ăn trên bàn ăn no nê rồi nghỉ ngơi. Ăn xong, Tuyết Tuyến Tử lại nghênh ngang ra ngoài thám thính tin tức rồi quay về nói Lâm Bô đã được cứu. Ai cứu hắn thì không rõ, nhưng hắn không còn bị treo trên lầu của lệ nhân cư nữa rồi. Liễu nhãn nghe xong thì yên lặng mất một lúc. Những người chúng độc vẫn còn ở đấy à? Những môn phái có người chúng độc đều đợi ở lệ nhân cư, phong lưu điếm mất Lâm Bô rồi nhưng còn chưa rút lui, ta thấy mọi người đều đang chờ con cá bự nhà ngươi đấy. Dù sao Lâm Bô cũng được cứu rồi, chỉ bằng ngươi cứ phủi mông mà chạy cùng lắm là ta thay ngươi âm thầm báo tin cho đồ đệ của ngươi, bảo hắn đi đến chân trời góc bể mà tìm ngươi. Tuyết tuyến từ lắc lắc đầu. Bây giờ nếu ngươi xuất hiện thì chẳng được lợi lộc gì đâu. Liễu nhãn thông thả nói. Nếu ta không ra mặt, mọi người sẽ cho là ta chết rồi, hoặc tưởng ta đã trốn đi đâu đó, không bao giờ trở lại nữa. Vật thì biết bao nhiêu người chúng độc trên giang hồ sẽ buộc phải khuất phục phong lưu điếm, vì chỉ phong lưu điếm mới có tinh quỷ cửu tâm hoàn giúp họ duy trì mạng sống tăng cường công lực. Phong lưu điếm buộc phải bắt ta, một là bọn chúng cũng rất muốn lấy thuốc giải, hai là chúng sợ ta thật sự có thuốc giải. Nếu ta không ra mặt thì đại cục giang hồ sẽ nghiêng về phía phong lưu điếm, rất nhiều người đang đứng bên ngoài lệ nhân cư sẽ buộc phải đưa ra những lựa chọn trái lương tâm. Đây cũng là nhiệt do ta tạo. Tuyết tuyến tử phụt một tiếng, suýt nữa là phun hết ngụm canh vừa mới uống ra ngoài. Giang hồ đồn đại phong lưu khách liễu nhãn là một ma đầu nham hiểm độc đại, vừa dâm vừa ác, đối đầu một mất một còn với tiểu đường, nhưng ta thấy ngươi có tệ lắm đâu. Hơn nữa ngươi với tiểu đường rõ ràng là bạn bè sinh tử chi giao, tiểu đường vì ngươi mà dám kéo cả lão già này xuống nước, có thể thấy lời đồn trên giang hồ không thể tin hết được, ầy. Liễu nhàn im lặng không đáp, một lúc sau mới lên tiếng. Ta muốn ra ngoài nói cho bọn họ biết tinh quỷ cửu tâm hoàn có thuốc giải, ta còn chưa chết, mong mọi người chớ nghe theo lời đe dọa của phong lưu điếm. Tuyết tuyến từ lắc đầu quẩy quẩy. Suy nghĩ của ngươi rất hay rất vĩ đại. Đáng tiếc nếu ngươi bước ra ngoài thì có đến hai tuyết tuyến tử cũng chưa chắc giữ được mạng cho ngươi. Một liễu nhãn mùm củ tỏi thì còn làm ăn được gì? Không lẽ thi thể ngươi có thể biến thành thuốc giải chất độc tinh quỷ cửu tâm hoàn? Cứ coi như là được đi, thì một người giam chục cân tính cả tóc cũng không đủ cho ngân ấy người ăn, dù có chết người ta vẫn nói ngươi thiên vị. Liễu nhãn trầm giọng còn chưa chế ra thuốc giải thì không ai dám lấy mạng ta. Tuyết tuyến từ bật cười ha ha. Vậy phải xem ngươi có chống đỡ nổi sức mạnh của hai phe không, chỉ có một mình ta thì còn khuya mới đủ. Phong lưu điếm muốn bắt ngươi thả trào dầu, bạch đào giang hồ muốn kéo ngươi đi lăng trì. Trừ phi ngươi tìm được thần tiên chống lưng, bằng không ngươi có chế ra thuốc giải thì vẫn phải chết, mà thuốc giải của ngươi lại trở thành vốn liếng để kẻ khác bước lên ngôi bá chủ giang hồ đôi người liễu nhãn khẽ xoay chuyển thần tiên tuyết tuyến tử gật đầu thần tiên là kiểu như ngọc hoàng đại đế thái thượng lão quân nhị lang thần đó liễu nhãn hạ giọng hỏi còn đường lệ từ thì sao tuyết tuyến tử gõ đầu hắn rõ mạnh ngươi muốn hại chết tiểu đường à không ai biết ngươi và tiểu đường có tình xưa nghĩa cũ y chẳng có lý do gì để chống lưng cho ngươi mà nếu y đứng ra bên ngươi thì người ta cũng nghĩ y làm thế không phải vì liễu nhãn ngươi mà vì ngôi bá chủ giang hồ. Những kẻ phản đối tiểu đường lập tức tìm được cái cớ chứng minh y mưu mô khó lường, tiểu đường lập tức rơi vào tình cảnh bị người người la hét đòi đánh. Liễu nhan im lặng, hễ gặp phải chuyện khó nhằn, hắn đã quen cho rằng A Lệ luôn giải quyết được. Dù là chuyện biết rõ không thể giải quyết thì hắn vẫn ôm ảo tưởng, nhưng hiển nhiên hắn đã sai rồi. Một lát sau, hắn chậm chậm nói. Ta viết một lá thư, người giúp ta đưa nó đến lệ nhân cư, giao cho thành ôn bào tuyết tuyến tử hớn hở mặt mày ái già ý hay ý hay mau viết mau viết liễu nhãn xé một mảnh vải từ bộ áo trắng mà tuyết tuyến tử đã thay ra tìm được bút mực trong liều viết mấy hàng chữ lên đó rồi đưa cho tuyết tuyến tử tuyết tuyến tử xem qua chỉ thấy trên vải trắng viết độc có thuốc giải hết sức thần kỳ con đường tu tiên vẫn còn rộng mở Nửa năm sau khi thuốc chế xong sẽ gặp khách ở tuyết ưng cư trên đỉnh Tuyệt Lăng, dùng chiêu đổi thuốc. Bên trên còn một dòng ký hiệu ngoằn ngoèo, tựa như hoa cỏ, không biết viết gì. Tuyết tuyến từ ngạc nhiên hỏi. Đây là cái gì? Liễu nhán thở ra một hơi, bình thản đáp. Đây là lời nhắn viết cho lệ từ, nói chút chuyện riêng. Tuyết tuyến từ lắc đầu. Nửa đầu viết không tệ, rất có khí phách kiêu hùng nếu mọi người tin thì nửa năm này sẽ ở yên trong nhà chăm chỉ luyện võ công, giang hồ coi như thái bình. Chỉ tiếc là, ta phải làm sao mới chứng minh được đây là thư do chính tay phong lưu khách liễu nhãn viết ra. Người có tín vật gì không? Liễu nhãn thoáng ngẩn ngơ, gương mặt đáng sợ của hắn biển đổi rất nhẹ, dường như tâm tình vừa chịu kích động. Hắn chậm chậm đưa tay vào ngực áo, lấy ra một món đồ. Cái này tuyết tuyến tử thấy hắn lấy ra một vật mềm mềm liền hỏi. Cái gì vậy? Hoài tay liễu nhãn thong thả mở vật kia ra, tuyết tuyến tử đột nhiên thấy một bộ mặt quỷ dị lại u sầu tuấn Mỹ. Dù hắn đã dòng chơi giang hồ nhiều năm cũng sợ đến toát mồ hôi đầy người. Ra người, là mặt của ngươi. Liễu nhãn cười nhẹ. Ừ, mặt ta đó. Tuyết tuyến tử cầm lấy tấm ra người kia. Được, vậy bây giờ ta đi, ngươi ở đây chờ ta, không gặp người chớ đi ra ngoài. Liễu nhãn bình tĩnh đáp. Nếu ngươi gặp đồ đệ của ta, hãy bảo hắn ta ở đây chờ hắn. Tuyết tuyến từ gật đầu, mỉm cười rồi đi. Liễu nhãn lặng lẽ ngồi một mình trong liều đen, những chuyện vụn vặt từng xảy ra trong quá khứ chợt hiện lên trước mắt. Hắn nhớ rất lâu về trước, hắn gảy đàn guitar trong quán ba phong tình, hát những bài ca không biết tên. Ai cũng nói nhãn ca là một người dịu dàng, Đối xử tốt với mọi người, làm việc rất cẩn thận, một người đàn ông như vậy thật hiếm thấy. Khi ấy, hắn sống ở đường ra dưới thân phận nửa vệ sĩ, ban ngày phần lớn thời gian hắn ở bên A Lệ, buổi tối lại đi hát ở quán bar. Mọi thứ A Lệ có gần như cũng chính là tất cả những gì hắn có. Khi đó hắn chưa từng hoài nghi điều gì, toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để nghĩ xem phải làm sao để giải quyết đủ thứ phiền toái mà A Lệ gây ra cho Thật Hoàn Mỹ làm sao để cố tỏ ra thật yêu nhã, ung dung, điềm tĩnh và tự tin, không làm đường ra mất mặt. Hắn giống như một quản gia kiêm vệ sĩ tốt nhất, chỉ cần A Lệ có được thứ gì thì hắn cũng vui vẻ giống như mình có được thứ đó. Từ bao giờ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã không thể tìm về gương mặt dịu dàng của mình thuở ban sơ. Không còn tấm lòng rộng rãi để khoan dung với mọi người. Bắt đầu từ cái ngày hắn thất vọng về A Lệ khi hắn còn chưa hiểu rõ thì thế giới của hắn đã vỡ tan. Mà hôm nay, thế giới tan vỡ của hắn rốt cuộc đã trở về chưa? Thật ra thì hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn chưa bao giờ biết mình muốn gì, mà chỉ biết mình nên làm gì. Hắn sống thiếu mục đích, thường làm một chuyện mà không biết để làm gì. Chỉ biết có người mong hắn làm vậy, thế là hắn làm thôi. Người có tính cách này phải chăng rất kém cỏi Hắn ngẩn ngơ nhìn liều vải trống vắng suy nghĩ trong đầu trống rỗng rất lâu ngoài căn lều đám tử sĩ áo đen đã lấy lại trật tự xếp hàng đứng ngay ngắn khói đen trong sơn cốc đã tan đi hết tuy phục binh bại lộ lâm bô bất ngờ được cứu nhưng quỷ mẫu đơn không từ bỏ kế hoạch các tử sĩ vẫn xếp hàng đợi lệnh như cũ tuyết tuyến tử cất mảnh vải trắng có chữ của liễu nhãn lao về hướng lệ nhân cư như một làn khói thân hình hắn phiêu giật mặc lên bộ áo tử sĩ thế mà yêu hồn tử sĩ không hề phát hiện ra. Nhưng khó khăn lắm mới đến dưới sườn núi sau lưng lệ nhân cư thì một bóng người đã cầm kiếm chờ sẵn, dường như hắn đứng yên ở đó rất lâu rồi. Đó là bóng lưng của dư khấp phượng, tuyết tuyến từ thở dài, bắt đầu hối hận vì sao không đi đường vòng. Chỉ trong tích tắc, hai người sau lưng đã chậm chậm đến gần. Tuyết lang, liễu đại tôn chủ đâu rồi? Một người trong đó cười khanh khách. Chàng giấu hắn đi đâu? Tuyết tuyến tử xoay người lại, ba người đã vây kín xung quanh hắn. Một là dư Khớp phượng, một là hồng thiền nương tử, một người toàn thân mặc đồ đen, trên áo thêu đầy hoa mẫu đơn màu sắc tươi đẹp, hình dạng kỳ quái. Tuyết tuyến tử nhìn lướt qua mặt từng người một, dư Khớp phượng rút trường kiếm, hồng thiền nương tử cầm chặt loan đao màu lam, người áo đen không biết là ai, nhưng hiển nhiên không phải một nhân vật dễ dàng đối phó đúng vào lúc dư khấp phượng sắp xuất kiếm, tuyết tuyến từ thở dài. Khoan đã, ta thua rồi. dư khấp phượng ngẩn ra, ba người đều cảm thấy hơi bất ngờ. tuyết tuyến từ vỗ vỗ lên người mình. dư kiếm vương, tiểu hồng thiền và cả vị huynh đại áo hoa tuy chưa từng gặp nhưng nhất định không phải hạng tầm thường này nữa. nếu phải đại chiến một trận, kết quả là mang thương tích đầy mình mà vẫn thua, thì chi bằng nhận thua từ đầu còn tiêu sái hơn quỷ miễu đơn áo đen nhìn hắn chằm chằm bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn ha 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 tuyết tuyến tử không hổ là anh hào thời nay mời hắn đưa tay chỉ đường khí phách của ngươi đủ để ngồi ghế tân khách của ta mời đi bên này cái lỗ trên cổ họng dư khắp phượng phát ra tiếng ờ có vẻ bực bội trong lòng nhưng cũng không nói gì trái lại hồng thiền nương tử bật cười khanh khách chào đón đưa tay điểm mấy huyệt đạo của tuyết tuyến tử tuyết lang chịu uất ức rồi, đi theo ta. Trong ngực áo tuyết tuyến tử cất phong thư và tấm da của liễu nhãn, lúc này bó tay chịu trói, đồ trong áo nhất định sẽ bị lục soát lấy đi. Hắn gấp gáp suy nghĩ, nghĩ ra 17-18 cách nhưng đều vô dụng, bèn dứt khoát thò tay vào ngực, lấy phong thư và tấm da của liễu nhãn đưa ra. Đây là lá thư liễu đại tôn chủ để lại cho giang hồ, vừa rồi hắn đã được Phương Bình Trai đưa đi, chỉ để lại phong thư này nhờ ta mang đến lệ nhân cư đưa cho thành ôn bào. Ta và liễu đại tôn chủ cũng chẳng có giao tình sâu đậm gì, ta giúp hắn chẳng qua vì tờ ngân phiếu một vạn lượng vàng. Bây giờ túi ta trống trơn, ngân phiếu cũng dứt khoát đưa cho ngươi, có thể thấy lão già này không hề lừa gạt ngươi. Hồng thiền nương tử cười ha ha, sờ hai má tuyết tuyến tử. Tuyết lang xưa nay chẳng biết lương tâm là gì, ta tin chàng làm chuyện này vì tiền, chỉ không biết quỷ chủ có tin hay không thôi. Tuyết tuyến từ gượng cười. Lão già này hiếm khi nhúng tay vào chuyện giang hồ, lần này đúng là lật thuyền trong mương, cái mặt già này thành mặt mo rồi. Có thể thấy con người ta không thể yêu tiền, hế yêu tiền là sẽ đi đứt. Hồng thiền nương từ vuốt vuốt gương mặt như quan ngọc của hắn, mỉm cười nũng nhiều. Ái gì à, nếu nói chàng già thì chẳng ai tin nổi, tuyết lang rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi. Tuyết tuyến từ cười ha ha. Lão phu 78 tuổi. Hồng thiền nương tử hớn hở mặt mày, nhõng nhẽo nói. Thiếp mới 66, vừa vặn xứng đôi với chàng. Hoàng hôn, mọi người vẫn tụ tập bên ngoài lệ nhân cư, liễu nhãn thủy trung vẫn chưa đến. Những người được chia ra thành từng nhóm để cảnh giới và dò tìm bắt đầu lơi lòng. Dù là tiền bối đức cao vọng trọng như văn tú sư thái, thiền sư đại thành cũng hơi mất kiên nhẫn. Không ai biết liễu nhãn liệu có xuất hiện thật không, mà dù hắn xuất hiện, thì liệu có mang theo thuốc giải liệu nhãn còn sống hay đã chết giả như hắn chết rồi nếu có thuốc giải thì thuốc giải liệu có bị người ta lấy mất nếu không có thuốc giải một khi phong liêu điếm lấy tinh quỷ cửu tâm hoàn gia uy hiếp thì trưởng môn các phái vì đệ tử trong phái mình liệu có cương quyết từ chối hay là miễn cưỡng tiếp cận có vài người bắt đầu tính đường rút lui nhưng chật vật lắm mới đi được vài trăm thước đã thấy trong rừng lố nhố bóng đen cho thấy đội ngũ phong lưu điếm mai phục rất nhiều ở đây. Mà mình cả ngày chưa được ăn uống nghỉ ngơi, trái lại đối phương tĩnh dưỡng đã lâu, tinh lực dồi dào, lúc này tuy chưa làm khó, cũng đã khiến người ta không rét mà run. Sắc trời dần dần tối lại, tinh lực của mọi người cũng dần dần tiêu hao. Đội ngũ bao vây ngày một đông, mà liễu nhãn vẫn bặt vô âm tín. Chuyện đã đến nước này, ngay cả mấy người vẫn luôn nhàn nhã như thiên tâm tử hồng môn kiếm cũng bắt đầu sốt ruột. Bị lừa đến nơi này, rơi vào trùng vây, nên làm sao cho phải. Sắc trời u ám chợt sáng bừng lên, cây đó là một tiếng. Đoạch, chấm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đổ mưa như chút nước, chạm vào da thịt cũng đủ đau, không còn nhìn gió cảnh vật. Thành ôn bào kêu gọi mọi người quay thành vòng tròn co lại vào trong, nhưng lòng người tan tác, bước chân mọi người tuy lùi về sau, nhưng lại lệch lạc không đều trong rừng có tiếng rút tên dưới làn mưa có vô số mũi tên đen xì nhắm vào đám đông đang co lại một góc đội ngũ do văn tú sư thái và đồng hồ bút dẫn đầu tuy đông đảo nhưng không hề được che chắn bại lộ trong mưa to và trước tầm ngắm của tên một khi dây cung rung lên nhất định sẽ thương vong nặng nề trong chớp mắt mấy người võ công tương đối cao như thành ôn bào thiên tầm tử hồng môn kiếm văn tú sư thái thiền sư đại thành đua nhau lao ra vòng ngoài chuẩn bị đỡ tên nhưng trong rừng cây không hề bắn tên ra, vòng vây rất chặt, mưa to làm tầm mắt mọi người nhòa đi, không nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Ngọn đèn trên lầu 2 của lệ nhân cư không ngừng lắc lư, tỏa ra ánh sáng ảm đạm mịt mờ trong mưa gió. Mọi người đã ướt đẫm toàn thân, đều cảm thấy lạnh giá khác thường. Mùa đông phương nam, nước mưa tuy không đóng băng nhưng rét buốt tận xương tủy. Đồng Hồ Bút là người đầu tiên nhịn hết nổi, gào ầm lên. Mọi người đồng loạt xông ra là được má nó chứ trời đất lạnh căm căm thế này, không chết rét cũng. Hắn còn chưa nói hết câu, trong lệ nhân cư bỗng bay ra mùi thơm tuyệt diệu khó tả hết sức mê người của món sách bò cay. Đám đông khẽ ồ lên, nhiều môn nhân trẻ tuổi đã thèm nhỏ rãi, dục dịch muốn hành động. Lại nghe đồng hồ bốt kêu. Xông ra, có mấy người đã rút đao kiếm mà lao ra ngoài. Khoan đã. Thành ôn bào lạnh lùng quát lên. Hợp sức với văn tú sư Thái, kéo mấy người kia lại. Bình tĩnh, đừng hấp tấp, lúc này mà đánh thì quá bất lợi. Mọi người hãy đào đất trong vòng tròn này thành một cái hố to rồi trốn vào đó, hất bùn đất ra ngoài, đắp thành gò cao mà chắn tên. Hắn quát lên ra lệnh, thế mà cũng có tác dụng, mấy người đã chớm bước chân ra lại rụt trở về. Những người võ công cao hơn thì quay bên ngoài chắn tên, còn ai võ công kém thì ra sức đào đất. Chẳng bao lâu sau, Mặt đất đã bị mọi người đào ra một cái hố to. Nếu loạn tiễn bên ngoài bắn tới, thì nắp bên trong có thể giảm đi rất nhiều thương vong. Mấy người văn tú sư thái, thiên tầm tử, hồng môn kiếm đều cảm thấy thành ôn bào ứng biến nhanh nhạy, âm thầm tán thương. Quần hùng giang hồ đang trong cơn hoảng loạn cũng được vỗ về, đã hơi bình tĩnh. Nhưng trong lòng thành ôn bào lại hết sức lo lắng, nơi này chẳng có gì để che chắn, cũng không có nước uống thế cục lọt giữa trùng vây vô cùng bất lợi, nếu chờ mưa tạnh rồi xông ra thì chắc chắn sẽ thương vong rất nhiều. Mà đám người phong lưu điếm đứng trên cao nhìn xuống không biết đang ôm ấp trong lòng quỷ kế cỡ nào, nếu có người bị bắt thì nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Tố tố, người bên dưới đang đào hố. Phủ Thúy ngồi trên lầu hai đang hớn hở ăn sách bò, cười hì hì nói. Hố cũng to đấy, không chừng lại đủ chỗ chôn mấy trăm bộ hài cốt. Bạch Tố Sa đứng đó hở hứng nhìn xuống. Chỉ cần đông công chúa tung ra vài trường như gió cuốn lá rơi, đám run dế kia sẽ chết quá nửa. Phủ Thúy lắc đầu quẩy quẩy. Quỷ thủ vòn chưa đến đã bảo đám tử sĩ kia dương tên vây quanh, chẳng biết để làm gì. Muốn giết thì giết lẹ cho xong, cứ bắt ta phải chờ dài cổ, hứng thú muốn giết người cũng bay mất sạch. Có lẽ quỷ chủ gặp chuyện cấp bách. Bạch Tố Sa đưa mắt nhìn đăm đăm cơn mưa rào dưới bầu trời đen kịt bên ngoài người không cảm thấy trong thời tiết này tuy người trong vòng vây không thể xông ra nhưng nếu có ai ở bên ngoài tiếp cận nơi này thì chúng ta cũng không thể biết được sao phủ thúy kỳ hô hú cô định nói có thể sẽ gặp chuyện bất ngờ bạch tố sa hờ hững đáp ta chỉ nghĩ hôm nay xảy ra chuyện lớn thế này lẽ nào đường lệ từ thật sự không đến nghe ba chữ đường lệ từ phủ thúy thoáng đổi sắc mặt người áo đen vẫn luôn im lặng bỗng lạnh lùng nói quỷ gì ủi đến chỉ thấy trong cơn mưa gió một cái bóng màu đen tựa như ma quỷ bay lên từ khe núi sau lưng lệ nhân cư nháy mắt đã lướt vào nhã gian trên lầu hai mà không hề phát ra tiếng động bạch tố sa phủ thúy người áo đen và những thuộc hạ có liên quan đồng loạt hành lễ với hắn người này mặc áo đen thiêu hoa chính là quỷ mẫu đơn sao quỷ chủ đến muộn thế phủ thúy đi kịch cười vừa rồi là kẻ nào làm loạn bên dưới đốt nhiều lều vải quỷ gỗ đơn âm trầm đáp phương bình trai phủ thúy hơi bất ngờ đúng là quái lạ sao hắn phải làm khó ngươi quỷ gỗ đơn đưa tay lên lục đệ là người trọng tình nghĩa ta đã đoán trước hắn sẽ đến tìm người yên tâm ta có tính toán khác với hắn hắn liếc nhìn những người đứng dưới lầu ai đang chủ trì dưới kia xem ra là thành ôn bào và văn tú lão nico đang chống đỡ cuộc diện nhóm của đồng hồ bút đã mất kiên nhẫn từ lâu phủ thúy hì hì nếu quỷ chủ muốn bọn ta giết người, ta sẽ nhảy xuống giết lão Nico kia. Quỷ mẫu đơn lấy ra một vật từ trong ngực. Mấy trăm người đến đây, ta chỉ cần người đứng đâu các phái. Ta muốn bắt sống, không muốn người giết người. Thư hắn lấy ra một tấm da người, cảnh tượng này đập vào mắt bạch tố xa khiến nàng thoáng chấn động. Đây là, đây là da của liễu nhãn. Quỷ mẫu đơn ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha 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 ha, người bên dưới nghe đây. Liễu nhãn đã rơi vào tay ta, thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn cũng ở chỗ ta, ra mặt hắn ở trên tay ta, còn kẻ nào không tin. Quần hào giang hồ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi và hoang mang. Thuốc giải đã bị phong lưu điếm lấy đi, vậy mọi người phải làm sao mới được? Chỉ nghe quỷ mẫu đơn âm trầm nói. Ta biết các môn các phái đều có người cần thuốc giải cứu mạng. Thế này đi, trưởng môn các phái tự phế võ công đi theo ta, một năm sau đến kỳ độc phát ta sẽ đưa thuốc giải đến các môn các phái đúng hạn tuyệt đối không đùa vậy có được không nói láo văn tú sư thái nổi giận đệ tử nga mi Tha dù độc phát bỏ mình cũng tuyệt đối không để tên yêu nhân nhà ngươi uy hiếp quỷ hỗ đơn cất giọng cười thê thé quái gì ha 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 văn tú sư thái sợ chết lẽ nào không tiếp hy sinh môn hạ đệ tử ta mời ngươi làm khách ở chỗ ta đãi bằng lễ của thượng khách Ngươi theo ta tuyệt đối không chết cũng không đau đớn. Nhưng lẽ nào chỉ vì ngươi không chịu bị uy hiếp mà để môn hạ đệ tử của mình phải chịu nỗi đau cả người nổi mẩn, toàn thân đau ngứa rồi bắt đầu thối rữa chỉ còn lại xương sao? Ngươi có giỏi thì nuốt tinh quỷ cửu tâm hoàn, cùng chịu khổ đến chết với đệ tử của ngươi, bằng không thì đừng có đứng đây ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, nói chuyện khí tiết nga mi nữa." Văn Tú sư thái nổi giận đùng đùng rút kiếm ra, nhưng trên lầu toàn là cao thủ lời quỷ mẫu đơn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý nhất thời cũng khó phản bác bà lại không phải người giỏi ăn nói lập tức nghẹn họng muốn bà nuốt tinh quỷ cửu tâm hoàn rồi dẫn đệ tử rút đi thì thật không đáng mà muốn bà tự phế võ công đi theo quỷ mẫu đơn chỉ vì lời hứa đưa thuốc giải hư vô mờ mịt lại càng không tưởng tượng nổi nhưng đã nói đến nước này rồi nếu bà quay đầu bỏ đi thì quả thực cũng khó tránh khỏi hiềm nghi không để ý môn hạ đệ tử sống chết Mọi người đưa mắt nhìn nhau, những người chúng độc trên mặt tràn đầy mong đợi, trưởng môn các phái nhíu chặt chân mày, ai nấy đều biết mình đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Sao hả? Các vị giang hồ hiệp khách được đệ tử kính ngưỡng hết lòng, vang danh thiên hạ, chính khí ngời ngời lại vô cùng khiêm tốn, các ngươi đã quyết định chưa? Bộ mặt thật của các ngươi trông như thế nào? Hôm nay ta sẽ cho mọi người cùng nhìn xem, là phong lưu điếm ta ác độc hay là bạch đạo giang hồ các người mặt mũi khó coi. Tiếng cười điên dại ngang ngược vô cùng của quỷ mẫu đơn truyền đến trong cơn mưa rào, càng mơ hồ lại càng thêm hung ác chói tai, trong đêm không thấy trăng sao, gió cuốn mây vần, cả đất trời dường như chỉ còn lại một tấm lưới quỷ khổng lồ. Một con quỷ vương mạnh đến khó lòng chiến thắng đang cười như điên, hễ nó cười một tiếng thì mưa dường như lớn hơn, đêm dường như đen hơn, và bầu trời vĩnh viễn không hừng sáng. Lấy được một tấm mặt nạ ra người còn chẳng biết thật hay giả là có thể chứng minh người bắt được liễu nhãn sao? Trong cơn mưa tầm tã như thác đổ, một giọng nói xuyên qua màn mưa, vọng đến từ rừng rậm xa xôi. Giọng nói này vẫn văn nhạc ôn hòa chẳng khác nào đang đứng nói chuyện ngay trước mắt. Người ta thậm chí còn cảm nhận rõ ràng dư âm đọng lại cuối mỗi từ. Văn tú sư thái ngẩn ra, bột miệng thốt lên. Đường lệ từ. Những người đang quay thành vòng tròn đào hố đồng loạt đứng dậy. Thật ra văn tú sư thái chưa từng gặp đường lệ tư, nhưng trong tình thế này lại có người nói ra lời ấy, bà không cần nghĩ đã biết ngay đó là đường lệ tư. Ngoài đường lệ tư, không ai có thể nói ra câu này bằng giọng điệu ấy trong đêm mưa. Thành ôn bào vừa mừng vừa lo, cố phóng mắt nhìn sâu vào trong rừng rậm. Nhưng đáp lại hắn là đêm đen mịt mùng, chỉ còn ánh đèn lấp lóa của lệ nhân cư phản chiếu trong mưa, không biết đường lệ tư ở đâu. Nhưng tại sao y lại bất ngờ xuất hiện? Sao y không ở lại núi Hảo Vân bàn chuyện lớn với đào cô nương? Còn đào cô nương thì thế nào? Sao nàng còn chưa tới? Quỷ mẫu đơn vừa nghe tiếng đã cười vang. Không ngờ các hạ lại có thể tìm đến kịp thời. Đúng là làm ta bội phục, bội phục. Có điều, nghe dòng điệu vừa rồi của các hạ, lẽ nào muốn nói ta không hết bắt được liễu nhãn, vậy ngươi bắt được liễu nhãn rồi à? Ha ha ha. Trong mưa gió, có người mỉm cười trả lời cả ta và ngươi không ai bắt được liễu nhãn quỷ mẫu đơn ngần ra mọi người nhao nhao nhìn về hướng giọng nói vang lên ai nấy đều mong những lời đường lệ từ nói đều là thật dưới tầm mắt của mọi người một bóng người phiêu giật bay ra từ trong rừng rậm mặc bộ áo trắng như thần tiên lướt giữa mây bay ngang không trung như bước đi trên trời nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt thành ôn bào cơn mưa như chốt nước dường như không hề ảnh hưởng đến y mái tóc màu bạch kim sáng rực dưới màn mưa, chính là đường lệ từ. Không biết là ai khẽ hô một tiếng, khiến người ta bất giác thở phào một hơi. Tay phải đường lệ từ cầm một tán ô giấy dầu màu trắng đã thu lại gọn gàng, tay trái cầm một mảnh vải trắng, gương mặt vô cùng hòa nhã. Nhất khuyết âm dương quỷ mẫu đơn, cả hai chúng ta đều không bắt được liễu nhãn, cớ gì phải mượn danh thuốc giải ra lừa người. Người thừa biết người và ta đều không có thuốc giải, thuốc dài nằm trong tay liễu nhãn, hắn đã để lại lá thư và tấm da rồi đi. Ngươi lấy được tấm da còn ta lấy được lá thư, chỉ có vậy thôi. Y vừa nói xong, đám người phong lưu điếm ngồi trong trong lệ nhân cư đều biến sắc. Quần hào bàn tán sôi nổi, những cao nhân giang hồ như văn tú sư thái cũng thở phào nhẹ nhõm, vây quanh đường lệ từ, khẽ hỏi y chuyện này là sao? Đường lệ từ giơ mảnh vải trắng trong tay mình lên, trên vải viết mấy dòng chữ của Liễu Nhãn. Mọi người truyền tay nhau đọc, tuy hơi khó hiểu vì sao Liễu Nhãn tự dưng lại muốn. Lấy chiêu đổi thuốc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Nhãn không muốn dùng thuốc giải khống chế bất kỳ môn phái nào, hắn chỉ muốn võ công tuyệt thế. Nếu võ công có thể đổi lấy mạng người, vậy thì kiếm chiêu quyền pháp đệ nhất thiên hạ vẫn còn giá trị. Trên lệ nhân cư, quỷ mẫu đơn kinh ngạc còn hơn cả tức giận hắn vừa bắt tuyết tuyến tử đi, lệnh cho dư khớp phượng trông coi, mà liễu nhãn nhất định cũng ở quanh đó. Hồng thiền nương tử và một đám yêu hồn tử sĩ mang theo 10 con chó cỏ lần theo con đường tuyết tuyến tử đi, chắc chắn sẽ bắt được liễu nhãn. Nhưng tấm vải trắng có bút tích của liễu nhãn sao lại nằm trong tay đường lệ tử, không lẽ tuyết tuyến tử và dư khớp phượng đã rơi vào tay y? Mà cứ sao đường lệ tử lại biết thật ra hắn không hề bắt được liễu nhãn? Mười dặm quanh đây nơi nơi đều là người của hắn, đường lệ từ làm sao để xuất hiện như một vị thần thế kia. Nhưng đường lệ từ đúng là đang đứng sờ sờ trước mặt, mà trên tay y cũng đúng là mảnh vải trắng hắn vừa thấy tận mắt. Quỷ mẫu đơn dơ tay lên, bạch tố xa theo lệnh lùi xuống. Một lát sau, nàng bước lên lệ nhân cư, khẽ thì thầm vào tay quỷ mẫu đơn vài câu. Đường lệ từ đứng trước mặt thành ôn bào, lấy trong tay áo ra một túi nhỏ màu trắng. Chất liệu may túi không phải tơ tầm hay da thuộc, mềm mại trắng phau thật kỳ lạ. Thành ôn bào nhận lấy cái túi rồi mở ra, bên trong là mấy chục viên thuốc trắng tựa tựa chân châu. người thoáng qua thấy mùi thơm thoang thoảng, không biết là vật gì. cái gì đây? Đường lệ từ xòe ô giấy dầu ra che mưa. đây là phục linh tán, tuy là thuốc chữa thương nhưng cũng có thể ăn lót giả. Thành ôn bào rất mừng, lập tức phân phát mấy chục viên thuốc này cho vài chục đệ tử thể chất yếu võ công kém. lại hỏi y từ đâu đến? sao biết mọi người đang kẹt ở lệ nhân cư? Ánh mắt đường lệ từ xoay chuyển, chỉ mỉm cười không đáp, lại nói đào cô nương không khỏe nên hôm nay không thể đến đạt. Thành ôn bào và đồng hồ bút đưa mắt nhìn nhau, võ công Tây Phương đào không tệ, sao tự dưng lại thấy không khỏe. Đường lệ từ không hề giải thích, chỉ hạ giọng nói. Đợi mưa tanh bớt thì mọi người hãy đi về hướng Tây Bắc. Tiến trận hướng Tây Bắc có góc chết, ai thân pháp tốt thì lao thẳng về phía trước, ai không sợ ám tiễn thì che chắn hai bên. Khi sông lên nhớ đi thành đôi, phía sau xếp hàng theo thứ tự, liên tục chạy về hướng tây bắc mà phá vây. Ngươi truyền lời xuống dưới, chúng ta chạy không ngừng cũng không tách ra, không cho chúng cơ hội cắt đứt hàng ngũ từ bên trong, ai không nghe lệnh thì giết kẻ đó trước. Thành ôn bào kinh hãi, mưa rơi nhỏ lại, lệ nhân cư nhòa đi dưới ánh đèn, đôi mắt đường lệ từ sáng lấp lánh, không thấy rõ là vui hay giận môi y khẽ mím lại không cười nhưng lại toát ra nét yêu khí khó tả hắn hạ giọng truyền lệnh xuống cho từng người văn tú sư thái thiền sư đại thành và thiên tâm tử các trưởng môn đưa mắt nhìn nhau chỉ thấy đường lệ từ che ô đứng đó tuy đứng rất gần nhưng dường như lại xa xôi khó tả dường như đang đứng cách biệt với thế giới các trưởng môn trầm ngâm một lát rồi đều truyền lệnh cho đệ tử trong môn xếp thành hàng lao về hướng tây bắc nghiêm túc nghe lệnh không được tự ý hành động. Từ lầu hai nhìn xuống chỉ thấy tán ô màu trắng trên đầu đường lệ từ khẽ đung đưa, không nghe cũng không nhìn thấy y nói gì với thành ôn bào. Quỷ hỗ đơn vừa nghe bạch tố xa báo lại, trong lòng vừa tức vừa sợ. Bỗng đám đông đang bị hắn vây chặt đồng thanh hô lên, tiếng hô như rồng thét hổ gầm, rồi hai người với thân pháp như điện lao thẳng về hướng tây bắc sau đó tất cả như hình với bóng đâm xuyên qua tiễn trận đen xì cứ như một cái cầu vồng trắng. Bắn tên, phủ thúy gào lớn, đồng thời trong tiễn trận có tiếng dây cung vang lên, hàng ngàn hàng vạn ám tiễn màu đen bắn về phía những người đang phá vây. Đường lệ từ xoay tán ô trắng, chân lực dồi dào, ngăn cản phần lớn ám tiễn. Thành ôn bảo vung trường kiếm, văn tú sư thái phất trần tung bay, các đại cao thủ hợp lực ra tay, Gạt đi từng mũi tên đang bay đến Góc Tây Bắc lại không hề bắn ra ám tiễn Mọi người kề vai phá trận Ra khỏi tiễn trận mới biết tiễn thủ góc Tây Bắc đã chết cứng từ lâu Những người này hiển nhiên đã chết dưới tay đường lệ từ mà không hề hay biết Mọi người cứ vượt qua một chốt thì trong lòng lại thêm một phần hoàng sơ Bóng đèn lấp loáng Người đứng trên lệ nhân cư thấy tình hình biến đổi quỷ mẫu đơn nhất cái bàn mà vừa rồi phủ thúy còn mồi ăn nhồm nhòm lên ném xuống lầu bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh nhao nhao bắn ám khí vào nhóm của đường lệ từ mấy người đường lệ từ đứng trong tiễn trận đám quỷ mẫu đơn mà nhảy xuống thì không tránh khỏi tên bay đạn lạc đường lệ từ vung tán ô trắng đỡ từng mũi tên chợt gác ô sang một bên nhìn lên lầu mỉm cười phủ thúy hiu lên quỷ mẫu đơn nổi giận đùng đùng nụ cười này của y rõ ràng là khiêu khích, khiến quỷ mẫu đơn tức run cả người, gầm lên một tiếng. Bỗng lan can lầu hai của lệ nhân cư sụp đổ đánh. Dầm, hóa ra quỷ mẫu đơn đã đánh xuống một trường, gần như phá hủy cả một tầng lầu. Thành ôn bào vừa cản tên cho mọi người, vừa muốn mở miệng hỏi y đến từ bao giờ, vì sao lại biết mọi người gặp nạn ở đây. Cũng muốn hỏi y lấy được lá thư của liễu nhãn bằng cách nào. Bỗng ánh lửa bùng lên, chỉ thấy sau lưng lệ nhân cư bốc cháy đùng đùng, kết hợp với mưa bay lất phất tạo thành kỳ quan, khói đặc bốc lên cao, mơ hồ nghe được tiếng ngọn lửa liếm lên không trung. Hắn giật mình nhìn đường lệ từ, ngươi đã làm gì? Đường lệ từ đung đưa tán ô trắng, chiếc ô giấy dầu vô cùng đơn giản vào tay y lại nhẹ nhàng bay bổng điểm đánh ngăn đỡ tên, uy lực còn mạnh hơn trường kiếm trong tay thành ôn bào. Nghe câu hỏi này, y khẽ mỉm cười. Ta châm một mồi lửa. Thành ôn bào nghe vậy lại càng thêm mù mờ, đường lệ từ rõ ràng vẫn luôn ở đây, mà lửa kia đốt dưới khe núi, lại còn cháy trong mưa to, làm sao mà châm lên được. Quỷ vỗ đơn vỗ một trường sụp nửa bên lan can lệ nhân cư, cố gắng nhẫn nhịn lửa giận đang bốc lên trong lòng, trầm giọng quát. Đi! Mục đích hôm nay đã không đạt được thì chi bằng rút đi, bắt sống được tuyết tuyến tử cũng coi như không uổng một phen tính toán nhưng tên đường lệ từ xảo quyệt đáng ghét này ngày sau nhất định phải giết hắn dẫn người rút khỏi lầu hai phổ thúy huyết một tiếng sáo xuyên qua đêm mưa mịt mù tiễn thủ trong rừng vội vàng dừng tay lặng lẽ nấp vào rừng cây rồi biến mất phong liêu điếm rút lui sạch sẽ trong nháy mắt đám người đang nhếch nhác thảm hại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mấy trăm người vây kín xung quanh đường lệ từ mồm năm miệng mười hỏi y rốt cuộc đã đến đây bằng cách nào làm sao biết quỷ mẫu đơn không bắt được liễu nhãn làm sao để lẳng lặng giết chết tiến thủ ở góc tây bắc lại phóng hỏa bằng cách nào ánh mắt đường lệ từ lướt qua gương mặt từng người rồi dừng lại trên mặt a thùy a thùy và ngọc đoàn nhi đứng phía xa sau lưng mọi người y nhìn a thùy khẽ cười a thùy vốn định mỉm cười đáp lại nhưng cuối cùng không sao cười nổi ngọc đoàn nhi tò mò nhìn đường lệ từ nhỏ giọng không ngừng hỏi a thùy y là ai phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn